2K6 xuất phát sớm Đừng quên like và share video Để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé Thế nên bây giờ Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu Về bài thơ Việt Bắc này Cùng với chị các bạn nhé Rồi, trước tiên đương nhiên ạ, Chúng mình sẽ có cái phần 1 la mã Và phần 1 la mã ở đây Của chúng ta sẽ là Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung Chúng ta có phần 1 nhỏ Tác giả Nhà thơ Tổ Hữu. Có một nhà thơ đã từng tâm sự: Tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Nhà thơ đó cũng đã từng khẳng định thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng, và nhà thơ ấy không ai khác ngoài Tổ Hữu. Năm 1938 tôi cũng đã từng gieo vui trong tiếng thơ của mình rằng từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim đó là thời điểm mà một cái chàng thanh niên trẻ trí thức trẻ đã giác ngộ lý tưởng của đảng của cách mạng tiếp nhận cái luồng ánh sáng của đảng của cách mạng và trong giây phút ấy hạnh phúc vô cùng đó cũng chính là cái bước chuyển mình, là cái thời điểm đánh dấu sự thay đổi trong những cái trang thơ của nhà thơ tố hữu và đặc biệt là đối với những gì mà bản thân nhà thơ tố hữu, nhà thơ tố hữu muốn làm và muốn thực hiện trong cuộc đời của mình. Nhà thơ ấy đã từng viết trong những tiếng thơ rằng là Mà nói vậy trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đàng phần nhiều phần cho thơ và phần để em yêu và đúng là như vậy ạ tôi hữu đã dành cả cuộc đời của mình để làm cách mạng và cũng dành cả cuộc đời của mình để viết thơ cũng dành cả cuộc đời của mình để yêu trọn vẹn một con người và để rồi ngày hôm nay Trong tất cả những cái tiếng thơ Mà bản thân nhà thơ tố hữu để lại Chúng ta được học một cái tác phẩm Được coi là đỉnh cao Của đời thơ tố hữu Đồng thời cũng được coi là đỉnh cao Của thơ ca kháng chiến chống Pháp Bài thơ Việt Bắc Nói về tác giả tố hữu Có lẽ chúng ta sẽ luôn luôn Ghi nhớ một cái cụm Từ đầu tiên Đó chính là gì ạ? Suốt cả cuộc đời của mình Tô Hữu đã viết về lý tưởng lớn, viết về lẽ sống lớn, viết về niềm vui lớn, tình cảm lớn của người cách mạng và những cái ý chính mà chúng ta cần nhớ về tác giả này, các bạn sẽ chú ý cho chị như sau nhé. Thứ nhất, chúng ta có Chặng đường thơ. Chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Được không nào? chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng mỗi trang lịch sử vẻ vang của dân tộc thì đều được tái hiện qua những tập thơ của nhà thơ tố hữu như là từ ấy này việt bắc này gió lộng này máu và hoa này một tiếng đờn này ta với ta này đó cả một cái chặng đường dài Mỗi cái thời điểm, một cái biến chuyển trong lịch sử của dân tộc Thì chúng ta lại nhìn thấy là Tố Hữu cho ra đời Những cái tác phẩm thơ, những cái tập thơ gắn liền với cái thời kỳ đấy Được không ạ? À? Gắn liền với cái thời kỳ đấy Rồi bên cạnh đó, cái điều quan trọng nhất Chúng mình cần phải ghi nhớ về Tố Hữu đó chính là phong cách nghệ thuật các bạn ơi, đối với những cái tác phẩm thơ này á thì chị sẽ trọng tâm là đi tìm hiểu luôn về những cái thông tin liên quan tới sự nghiệp sáng tác. Sự nghiệp sáng tác của tác giả nhá. Còn lại những cái thông tin liên quan về đời tư, các bạn có thể chủ động tìm hiểu dựa vào cái phần kiến thức mà chị đã cung cấp cho các bạn trong bộ tài liệu nha. Ok chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái phong cách nghệ thuật đấy của nhà thơ tố hữu thì sẽ được gói gọn trong một cái cụm từ như thế này đó chính là chữ tình được không ạ à? chính trị được không ạ à? và đây cũng chính là giọng thơ chủ đạo của nhà thơ tố hữu chữ tình chính trị ok không ạ à? tức là được giải thích chữ tình chính trị này chúng mình sẽ hiểu nhá đó là viết về cái ta chung được không ạ à? với lẽ sống lớn này tình cảm lớn này được không ạ à? niềm vui lớn này niềm vui lớn và gì nữa ạ à? của dân tộc và cách mạng của dân tộc và cách mạng được không ạ à? và chúng ta cũng có thể thấy rằng là thường viết về những cái sự kiện của đất nước được không ạ à? viết về nội dung thường thể hiện viết về những sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc và để rồi người ta gọi tố hữu đặt cho tố hữu một cái gọi là tên gọi khác đó chính là người viết biên niên sử bằng thơ người viết biên niên sử bằng thơ được không ạ à? và thêm một cái nữa nhá chúng ta có thể thấy rằng là đấy là cái tính chính trị tính chính trị ở đây được thể hiện qua việc là viết về cái ta chung với những cái lẽ sống lớn tình cảm lớn niềm vui lớn của dân tộc và cách mạng và viết về những cái sự kiện uh, trọng đại trong lịch sử của dân tộc thế nhưng mà cái giọng thơ ấy mà tố hữu sử dụng trong những cái vần thơ của mình đó là một cái giọng thơ tâm tình đầm thắm được không ạ à? giọng thơ tâm tình đầm thắm chân thành tự nhiên à tự nhiên chân thành và như một thứ nhạc tâm tình riêng bàng bạc thấm lấy các câu thơ được không ạ à? bên cạnh đó thì đây là cái ý đầu tiên nhá vậy thì nếu như hỏi về cái phong cách nghệ thuật của tố hữu chúng mình sẽ cùng với nhau nhớ tới cái chi tiết đầu tiên người nghệ sĩ này mang một cái giọng thơ chữ tình chính trị và cái giọng thơ chữ tình chính trị này được thể hiện qua việc viết về cái ta chung với lẽ sống lớn này tình cảm lớn này niềm vui lớn này và gì ạ à? viết về những cái sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc bằng một cái giọng thơ thù thì tâm tình đầm thắm tự nhiên và chân thành đó là sự thể hiện cho cái ý thứ nhất đó là phong cách thơ chữ tình chính trị được không ạ? À? Thế còn cái ý số 2 ở đây chúng mình có là gì? Chúng ta có thể hiện trong những trang viết của nhà thơ tố hữu Đó chính là tính dân tộc đậm đà, được không ạ? À? Tính dân tộc đậm đà, nhớ chỉ không ạ? À. Tính dân tộc đậm đà. Ở đây chúng ta có thể thấy là bản thân nhà thơ tố hữu rất thường xuyên sử dụng những cái thể thơ truyền thống của dân tộc, được không ạ? À? truyền thống của dân tộc như là thể thơ lục bát trong những vần thơ của mình một cái thể thơ thân thuộc giản dị mà thiết tha và bên cạnh đấy còn sử dụng từ ngữ sử dụng từ ngữ và cách nói quen thuộc trong à dân gì ạ à? thuộc từ gì ạ à? sử dụng từ ngữ và những cái cách nói quen thuộc từ dân gian à và chính những cái điều đấy đã đem đến hình ảnh của nhà thơ tố hữu xuất hiện ở trong nền văn học hiện đại việt nam hiện đại và đặc biệt là trong nền thơ ca kháng chiến thứ nhất chúng ta có thể thấy tố hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng việt nam được không ạ à? và thêm vào đó tố hữu còn là gì nữa ạ à? Tố hữu còn là gì ạ? Hình ảnh của một nhà thơ, chiến sĩ, mẫu mực và tài ba. Ok chưa nào? Thì đây là những cái ý mà chị nghĩ là cần thiết nhất và quan trọng nhất về gì ạ? Về tố hữu còn đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái thông tin khác liên quan tới con người à, là một người lãnh đạo ưu tú này luôn thể hiện cái tầm nhìn tư tưởng của mình trong việc chuẩn bị về phương thức công tác đảng là tấm gương gương mẫu khi thực hiện xuất sắc quan điểm của chủ tịch hồ chí minh văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận anh chị em chiến sĩ là mặt trận là chiến anh chị em à, là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa ấy đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ à nếu như nói về nhà thơ này á chúng ta hoàn toàn cũng có thể dùng thêm một cái cụm từ nữa đó chính là đó là gì ạ tố hữu tố hữu nhà thơ lớn nhà thơ lớn có công khai sáng và dẫn dắt gì ạ có không có công khai sáng và dẫn dắt nền văn học Cách mạng Việt Nam, được không nào? Đối với ông, đối với ông thì trăm năm duyên kiếp đảng và thơ. Trăm năm duyên kiếp đảng và thơ, được không nào? Đó, đây là những cái ý chính về tố hữu mà các bạn sẽ nhớ giúp cho chị nhá. Thật ra thì trước đó ấy, các bạn cũng đã từng được học rất là nhiều những cái bài thơ về Tố Hữu rồi đúng không? Những cái bài thơ của Tố Hữu viết ạ à? Chị xin lỗi Những cái bài thơ của Tố Hữu viết ạ à? Các bạn ơi, các bạn có nhớ bài thơ nào của Tố Hữu viết không ạ? À, chú bé loắt chót, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoát, cái đầu nganh nganh Các lô đội lệch mồm huýt sáo vang như con chim chích nhảy trên đường vàng Các bạn có nhớ những cái bài thơ nào của Tố Hữu không ạ? Bài thơ đấy có biết không ạ? à các bạn có biết cái bài thơ mà chị vừa đọc không các bạn có nhớ cái bài thơ mà chị vừa đọc không ạ? Rất là nhiều những cái bài thơ của Tố Hữu mà chúng mình đã được học nhá. Ai về thăm mẹ quê ta chiều nay có đứa con xa nhớ thầm, bầm ơi có sét không bầm heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn, bầm ra ruộng cấy bầm run chân lội dưới bùn tay cấy mạ non, mạ non bầm cấy mấy đon ruột gan bầm lại thương con mấy lần, mưa phùn ướt áo tứ thân mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu. Các bạn có biết không ạ? Rất nhiều bài thơ của Tố Hữu các bạn đã được học rồi Cực kỳ quen thuộc luôn Rồi lượm chính xác từ ấy Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý trói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim Đúng không ạ? À? Bài gì nữa nào? Biết bài gì nữa nào? Các bạn biết bài gì nữa? À các bạn biết bài gì nữa? Kể ở đây cho chị được không nào? Nào các bạn kể lại đây cho chị được không nào? À hay là Emily Con á Biết bài thơ đấy không ạ? À? Emily con, Emily con đi cùng cha, sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc, đi đâu cha ra bờ sông Potomac, xem gì cha không con ơi chỉ có lầu ngũ giác, rôn sơn tội ác bay trồng chất nhân danh ai mang những B-52, những Napan hơi độc đến Việt Nam, để đốt những nhà thương trường học, giết những con người chỉ biết yêu thương, giết những trẻ em chỉ biết đến trường, giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá, và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc họa, Emily con ơi trời sắp Tối rồi cha không thể bế con về được nữa Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa Đêm nay mẹ sẽ đến tìm con Con sẽ ôm lấy mẹ và hôn Cho cha nhé Và con sẽ nói dùm với mẹ Cha đi vui xin mẹ đừng buồn Washington buổi hoàng hôn Ôi những linh hồn còn mất Đã đến lúc lòng ta sáng nhất Ta đốt thân ta cho ngọn lửa sáng loà Sự thật À hồi tiểu học cũng được học bài này luôn á Emily con á Các bạn nhớ không ạ hay là suốt mấy hôm giày đau tiễn đưa đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa chiều nay con chạy về thăm bác ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa con lại lần theo lối sỏi quen Đứng lên thang gác đứng nhìn lên Chu ngôi chuông nhỏ còn reo nữa Phòng lặng xèm buông tắt ánh đèn Bác đã đi rồi sao bác ơi Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời Miền Nam đang thắng mơ ngày hội Rước bác vào thăm thấy bác cười Rất nhiều những bài thơ hay của nhà thơ Tổ Hữu ạ à. Hay là ví dụ chúng mình có một cái bài thơ À, giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng nghệ anh vệ quốc quân ơi sao mà yêu anh thế đó bài thơ cá nước của nhà thơ tố hữu ạ à. thế thì chúng ta có thể thấy rằng là thật ra là nhiều khi á chị vẫn cứ bảo với các bạn học sinh của chị rằng là những cái thời điểm á à những cái thời điểm mà cảm thấy buồn phiền á cảm thấy mất đi một cái một cái động lực ấy thì dường như là khi mà chúng ta tìm đến với những cái trang thơ của nhà thơ tố hữu chúng ta có thêm được những cái động lực rất là lớn lao được không ạ à? chúng ta có thêm những cái động lực rất là lớn lao ạ à. và những cái động lực đó xuất phát từ một cái tinh thần luôn luôn không lùi bước một cái tinh thần rất là hào sàng rất là phóng khoáng rất là quyết liệt trong mỗi cái việc mà mình làm luôn luôn cảm thấy hạnh phúc về những điều mà mình được làm cống hiến cho đất nước cho tổ quốc ví dụ như chúng ta có một cái tinh thần quyết tâm được thể hiện qua một cái bài thơ như thế này Dậy mà đi, dậy mà đi Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi Ai chiến thắng mà không hề chiến bại Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần Đó, và các em ơi để rồi Trong suốt cả cuộc đời của mình Tôi hữu đã dùng tiếng thơ như thế Để chinh phục trái tim của bạn đọc Chinh phục trái tim của bạn đọc và để rồi Cái bài thơ cuối cùng mà người nghệ sĩ này viết trong sự nghiệp sáng tác của mình có tên gọi là bài thơ tạm biệt. Tô Hữu đã viết những dòng thơ rất xúc động thế này. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy phần thơ một nắm cho, thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Và thực sự là với cái cuộc đời của mình, Tô Hữu đã cho đi, cho bạn đọc, cho đất nước, cho những người bên cạnh mình xung quanh mình quá nhiều. Và điều đó cũng được tái hiện thêm một lần nữa qua một cái thi phẩm được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ Việt Bắc, của đời thơ Tố Hữu. Đó chính là bài thơ Việt Bắc. Ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần 2 nhỏ tác phẩm các bạn nhé. Chúng mình ơi, chúng mình có nắm được cái phần nội dung mà chị vừa đi với các bạn không ạ? À? Tiếng hát con tàu là của nhà thơ chế Lan Viên chứ không phải là nhà thơ Tố Hữu ạ. À không phải là nhà thơ tố hữu em nhé tiếng hát con tàu là của nhà thơ chế lan viên ạ à? nhớ bản xương răng nhớ anh anh nhớ anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng à, như đông như dạng như xuân đến chim rừng lông chờ biết tình yêu làm đất lạ hóa quê hương nhân cái tiện mà các bạn nói đến à, tiếng hát con tàu là một trong số những thi phẩm vô cùng tiêu biểu của tác giả chế lan viên thì trong cái bài thơ đó có bốn câu thơ thế này đó chính là nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phù nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất đã hóa tâm hồn thế nên chúng ta mới thấy rằng là có những cái mảnh đất ạ khi mà những người nghệ sĩ họ đến họ sống ở đó họ có một cái khoảng thời gian gắn bó ở đó và họ đã dành cái tình cảm yêu thương vô cùng cho cái mảnh đất này và tố hữu cũng không phải là ngoại lệ tố hữu đã có những cái năm tháng hoạt động cách mạng ở trên việt bắc cùng với những người đồng chí đồng đội của mình tố hữu đã có cái thời gian gắn bó với đồng bào việt bắc nơi đây và để rồi, trong cái khoảnh khắc chia ly đầy quyệt đầy luyến lưu và bịn rịn ấy, thì nhà thơ tố Hữu đã viết cái bài thơ này. Bài thơ mang tựa đề là tên gọi của miền đất đó luôn ạ. À. Đó là bài thơ Việt Bắc và các bạn ơi, nếu như nói về hoàn cảnh ra đời của bài của bài thơ này thì các bạn sẽ nhớ giúp cho chị Hiên một số những cái ý chính như sau nhá. Đó chính là tháng 5 năm 1954 được không ạ? À? Đây là thời điểm quân và dân ta đã giành được thắng lợi. Giành được thắng lợi. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Được không ạ? À? Đến tháng 7 năm 1954. Đến tháng 7 năm 1954, hiệp định Hiệp định Geneva. Geneva về đông dương đã được ký kết Được không ạ? À? Đã được ký kết và buộc Pháp phải rời khỏi Việt Nam miền Bắc đúng không ạ? À? Rồi đến tháng 10 năm 1954. Thì đây là thời điểm mà cơ quan Trung ương Đảng Cơ quan Trung ương Đảng này. Được không ạ? À? à cơ quan Trung ương Đảng, chính phủ và chính phủ rời chiến khu việt bắc rời chiến khu việt bắc để trở về với thủ đô hà nội được không ạ à? và nhân cái sự kiện chính trị thời sự quan trọng này tố hữu đã viết bài thơ việt bắc để tái hiện lại cái khung cảnh chia tay giữa cán bộ miền xuôi và nhân dân việt bắc bài thơ này được in trong tập thơ việt bắc và được coi là bản hùng ca của kháng chiến chống pháp được không ạ à? hãy chú ý giúp chị nhé bài thơ này thì được sáng tác trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt đó là cái cuộc chia ly giữa những cái con người đã gắn bó với nhau à, sâu nặng chia ngọt sẻ bùi trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Thế nên nay trong cái giờ phút chia tay biết bao nhiêu những cái kỷ niệm của quá khứ khẳng định tình nghĩa bền chặt và gì ạ à? à những cái hẹn ước về một cái tương lai tốt đẹp hơn dường như đang mở ra tự nhiên chị lại nhớ tới những cái vần thơ à, đưa người ta không đưa qua sông sao có tiếng sóng ở trong lòng bóng chiều không thắm không vàng vọt sao đầy hoàng hôn trong mắt trong có lẽ là cái cảm giác của người đi và người ở cũng là như thế đang có những cái đợt sóng lòng trào dâng lên bởi vì có thể thấy rằng là cái khoảng thời gian mà những cái người cán bộ gắn bó với mảnh đất việt bắc và con người việt bắc đến thời điểm hiện tại đã là một cái khoảng thời gian rất là dài và biết bao nhiêu những cái kỷ niệm cùng nhau lao động sản xuất cùng nhau chiến đấu làm sao có thể dễ dàng quên đi đúng như vậy ạ à. 9 năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng và chiến thắng Điện Biên Phủ chính là cái, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái thời điểm, đó chính là một trong những cái dấu mốc quyết định đến việc là cơ quan trung ương đảng, chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc, thủ đô của gió ngàn để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Được không? Được không? Rồi, ok. Nhất trí. Thì đấy là về bài thơ này Hoàn cảnh ra đời. Bài thơ này được coi là đỉnh cao. Được coi là đỉnh cao của thơ của đời thơ tổ hữu. của đời thơ tổ hữu. Đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của À thơ ca kháng chiến chống Pháp nhá. Cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? À? Nhất trí không nào? Nhất trí nhá. Thì đây sẽ là cái phần nội dung thông tin nói về tác phẩm. Chúng ta có cái thể thơ. Thể thơ của bài thơ này là thể thơ gì nhỉ? Đặc sản đây. Đặc sản của văn học Việt Nam đây, thể thơ Lục Bát. Đúng không ạ? À? Rồi trên 6 dưới 8 Ok Và chúng ta có thể thấy rằng Đây là một cái bài thơ được coi là khúc hùng ca kháng chiến Và là khúc tình ca của người đi và người ở Ok chưa ạ? Thì đây là những cái Gọi là đây là những cái phần quan trọng nhất Mà các bạn sẽ nhớ giúp cho chị về tác phẩm Chúng ta sẽ nhớ về hoàn cảnh sáng tác này Chúng mình sẽ nhớ về thể thơ này được không ạ à? hoàn cảnh sáng tác này thể thơ này chúng mình sẽ nhớ về cái lối kết cấu giúp cho chị nhá và chúng ta có thể thấy cái lối kết cấu ở đây đó chính là cái lối kết cấu đối đáp đúng không ạ à? đối đáp à có những cái câu hỏi đối đáp giữa người đi và người ở giống như là cái lối đối đáp mà kiểu như là đối đáp giao duyên ấy ở trong ca giao dân ca á được không nào giao duyên trong ca giao dân ca được không ạ à? bên bên hỏi bên đáp người bày tỏ người hô ứng và có thể thấy rằng là thật ra ấy là bên ngoài thì là một cái lời đối đáp nhưng mà chúng mình có thể thấy ở đây nó cũng giống như là còn giống như là một cái lời độc thoại là biểu hiện tâm tư tình cảm của chính nhà thơ của những cái con người tham gia kháng chiến hay nói cách khác nhá thì tố hữu có từng tâm sự rằng là cái bài thơ Việt Bắc này á, nó là cái cuộc gọi là đối đáp, nó là cái cuộc chia ly giữa người đi và kẻ ở, ở đây một bên là đồng bào Việt Bắc, một bên là cán bộ cách mạng. Thế nhưng mà nó cũng sẽ được hiểu là đây là cái cuộc chia ly giữa những cái người cán bộ cách mạng với chính cái phần đời của họ đã gắn liền với Việt Bắc. Tức là họ phải chia tay với một phần đời của họ thì làm gì có cái cuộc chia tay nào mà lại luyến lưu và bị rịn hơn được nữa, đúng không ạ? À? Họ phải để lại những cái phần cái phần đời đó và hướng tới một cái cuộc sống mới, hướng tới một cái chặng đường mới trong lịch sử của dân tộc các bạn nhá. Thì đấy là trước tiên về tác giả tác phẩm chúng mình ơi có hiểu không? 2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé.